khuyên người gặp nạn. Vào những lúc đảo điên lưu lạc, nếu có thể góp phần giúp bảo toàn tiết hạnh phụ nữ, ắt công đức lớn gấp bội phần. Ngược lại, nếu làm tổn hại đến tiết hạnh phụ nữ trong những lúc ấy, thì tội lỗi cũng nặng hơn gấp bội. Chỗ được mất hơn kém, so với nhau thật chênh lệch một trời một vực, phải hết sức thận trọng giữ gìn, nỗ lực mà làm theo việc thiện là tốt. Uông Nhất Thanh. Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tỉnh, ở Chương Tường có một người tên Uông Nhất Thanh bị bọn giặc bắt trong lúc loạn lạc. Ông nhìn thấy bọn giặc cướp bắt được một người phụ nữ đang dẫn đến, nhận ra là vợ một người bạn học của ông. Ông liền nhận cô này là em gái mình và hứa với bọn giặc cướp là sẽ mang tiền đến chuộc. Bọn giặc nghe vậy liền giam ông với cô này chung vào một phòng trong hơn một tháng trời. Ông không hề khởi lên chút tà niệm nào. Về sau, khi cô này được chuộc về, người bạn học của ông khóc mà lạy tạ. Không lâu sau việc ấy, Uông Nhất Thanh thi đỗ tiến sĩ. Lời bàn: nghĩa khí của người cầm đuốc đợi sáng đến nay lại thấy ở Uông Nhất Thanh. Từ xưa đến nay, có mấy ai được như thế? Trương Văn Khải. Vào khoảng cuối triều Minh, ở Phúc Kiến, có người tên Trương Văn Khải cùng với một người họ Chu cùng chạy vào núi tránh giặc loạn, gặp một cô gái đã đến đó trước. Cô gái nhìn thấy hai người thì hết sức hoảng sợ, muốn bỏ chạy đi nơi khác. Văn Khải liền nói: nếu cô đi khỏi đây, ắt gặp phải bọn giặc loạn. Chúng tôi đều là những người chân thật, quyết không làm hại cô đâu. Giữa đêm, họ Chu có ý muốn xâm phạm cô gái. Văn Khải liền hết sức ngăn cản nên không làm gì được. Đến sáng, Văn Khải sợ có họ Chu ở đó sinh chuyện không hay, liền đưa cô gái cùng ra khỏi núi, mới biết bọn giặc đã rút đi. Văn Khải dò hỏi tìm được người nhà cô gái, giao cho họ đưa cô về nhà. Về sau, Văn Khải cưới vợ là con gái nhà họ Hoàng, của hồi môn đưa theo rất nhiều, đến khi gặp mặt mới biết, hóa ra chính là cô gái đã gặp trong núi. Họ sinh được hai người con trai, về sau đều đỗ tiến sĩ. Lời bàn: nghiệp báo xấu ác của họ Chu kia, ắt rồi sau cũng tự đến. Chỉ tiếc là không được ghi chép nên chúng ta chưa được biết mà thôi. Người chủ thuyền ở Trì Châu. Vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, vùng Trì Châu bị nạn lụt lớn. Có người chủ thuyền vớt được một thiếu nữ, định xâm hại cô. Thiếu nữ lập tức nhảy xuống nước, may bám được vào một thân cây mà thoát chết. Một năm sau, thiếu nữ lấy chồng là một người trong thôn ấy. Sau đêm động phòng, sáng ra mới nhận biết cha chồng chính là người năm trước đã định xâm hại mình. Cô giận lắm, khóc lóc kể hết sự tình với người đi theo đưa dâu, rồi tự treo cổ mà chết. Lời bàn: về sau, gia đình cô gái mang sự việc khiếu kiện lên quan huyện, nên mọi người trong vùng mới biết rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô